chào quý vị và các bạn. Trong ngày hôm nay, thời tiết sẽ có đôi chút khác biệt giữa các tỉnh thành ở phía Đông và phía Tây Bắc Bộ. Trời phổ biến có mưa vài nơi ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là từ 31 cho tới 34 độ. Còn đối với các tỉnh thành thuộc phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây hơn, những cơn mưa rào xảy ra bất chợt vào ban ngày, đôi lúc trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến từ 31 đến 33 độ. Tuy nhiên, từ khoảng chiều tối và đêm, khi cơn bão số 4 di chuyển sang phía Tây, thì khu vực Đông Bắc sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão này. Khu vực này sẽ bắt đầu xuất hiện mưa vừa, mưa to, kèm theo dông gió giật mạnh. Sang ngày 16, thì vùng mưa lớn sẽ lan ra toàn khu vực. Dự báo là tổng lượng mưa cả đợt từ đêm ngày 15 đến ngày 17 có thể đạt từ 250 cho đến 350mm. Mưa lớn dồn dập trong thời đoạn ngắn, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất, đá và lũ lên trên các sông suối cũng như là ngập úng ở vùng trũng thấp. Với các tỉnh Trung Bộ thì những cơn mưa rào xảy ra tại các tỉnh Trung Bộ trong ngày hôm qua sang đến ngày hôm nay đã giảm hơn, toàn khu vực phổ biến có mưa ở diện vài nơi, ngày nắng, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận thì tại một vài nơi nhiệt độ có thể chạm ngưỡng là 35 độ. Sau đó từ đêm ngày 15 tháng 8, cũng do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, thì mưa cũng sẽ có xu hướng tăng dần tại các tỉnh thành ở khu vực Bắc Trung Bộ. Lùi xuống các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày hôm nay thời tiết cũng không biến đổi quá nhiều. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên khu vực vẫn duy trì mưa rào vào chiều tối và đêm. Và ban ngày thì trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa phổ biến từ 28 đến 31 độ ở Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ tại Nam Bộ. Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì thủ đô Hà Nội trời chuyển nhiều mây hơn, đôi lúc trời xuất hiện mưa rào, càng về chiều tối thì mưa dông sẽ tăng hơn về cường độ. Dự báo mưa lớn sẽ còn kéo dài trong 2 đến 3 ngày tới. Mưa dông lớn trong thời đoạn ngắn có thể gây ngập úng trên những tuyến đường trũng thấp. Quý vị đặc biệt lưu ý nên hạn chế di chuyển dưới trời mưa dông lớn để đảm bảo an toàn. Do mưa tăng nên trong ngày hôm nay nhiệt độ giảm đáng kể so với những ngày trước. Nhiệt độ ban trưa chỉ tăng lên mức từ 30 cho đến 31 độ, còn về đêm nhiệt độ thấp nhất giảm xuống còn khoảng 25 độ. Đến với thành phố Cảng Hải Phòng, trong ngày hôm nay thời tiết cũng sẽ bắt đầu chuyển nhiều mây hơn. Từ chiều tối thì thời tiết sẽ bắt đầu chuyển xấu, trời sẽ xuất hiện mưa dông lớn kèm gió giật mạnh, thời tiết rất nguy hiểm. Tàu thuyền nên neo đậu an toàn, tuyệt đối không nên ra khơi để đảm bảo an toàn đến tính mạng và tài sản. Do mưa tăng nên nền nhiệt độ trong ngày khá mát mẻ với ngưỡng nhiệt độ cao nhất cũng chỉ dưới 30 độ. Đến với thành phố biển miền Trung Đà Nẵng, trong ngày hôm nay ở tại thành phố này, thời tiết cũng chưa biến đổi quá nhiều. Vào ban ngày trời có nắng với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là 33 đến 34 độ. Thời tiết ở tại thành phố này nói chung là khá thuận lợi cho giao thông và các hoạt động hàng không, cũng như các hoạt động tham quan du lịch của du khách khi đến với thành phố biển xinh đẹp này. Với thành phố Đà Lạt thuộc cao nguyên Lâm Đồng, trong ngày hôm nay và ban ngày thì trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là 23 cho đến 24 độ. Sau đó thì những cơn mưa rào vẫn tiếp tục có thể lặp lại vào chiều tối và đêm. Dự báo trong những ngày tới trời tiếp tục có nắng vào ban ngày và có mưa vào chiều tối. Vì vậy quý vị nên có biện pháp chăm sóc và điều tiết hợp lý cho cây trồng để đảm bảo năng suất. Với các hành trình khám phá tham quan ngoài trời thì du khách cũng nên kết thúc sớm trước thời điểm xảy ra mưa dông. Với thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay và ban ngày trời có nắng vừa phải với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng là 32 đến 33 độ. Đến chiều tối thì mưa rào có thể xuất hiện, tuy nhiên là chỉ trong thời đoạn ngắn. Với kiểu thời tiết vừa có nắng vừa có mưa như thế này thì quý vị nên lưu ý đến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ để tránh đổ bệnh do điều kiện thời tiết thay đổi. Với thành phố Cần Thơ thuộc giải đất miền Tây, trong ngày hôm nay trời vẫn có nắng nhẹ vào ban ngày, với nhiệt độ ban trưa là khoảng 31 đến 32 độ. Từ trưa chiều, mưa rào vẫn có thể xuất hiện rải rác. Với kiểu thời tiết như thế này, thì khi lưu thông, quý vị nên mang theo các vật dụng che mưa để tránh bị ướt bởi những cơn mưa rào bất chợt. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất sẽ giảm về khoảng là 25 độ, cùng với độ ẩm trong ngày dao động từ 73 đến 92%. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày 15 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.